Hello mọi người, nhất là những người có tuổi ngồi. Đây là video clip em hoặc là cháu gì đó, học và anh Ba Tử Vi làm về cái tử vi của tháng 11, tháng Nhâm Tý của năm Đinh Dậu 2017 cho tất cả những người tuổi ngồi. Thì những người tuổi ngồi thì có 5 cái tuổi ngồi, đó là tuổi ngồi mệnh Kim, mệnh Mộc, mệnh Hỏa, mệnh Thổ, mệnh Thủy. Cái tuổi ngồi đó thì đầu tiên hết đó là mình sẽ phải làm do những cái tuổi mà gọi là trên 60, gần thất thập cổ lai hy ha. Dù gì là cái tuổi ngồi này là tuổi 60 đấy. Thì để làm mà tử vi của một cái tuổi ấy, thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu là cái vận hạn, cái tử vi của cái người đó như thế nào trong cái tuổi này. Thì tuổi mùi thì thí dụ giống như Ất Mùi thì cũng có cả nam và nữ. Nam và nữ thì sao mệnh khác nhau, thì cho nên là vận hạn của họ trong năm nó cũng khác nhau và trong tháng nó cũng sẽ khác nhau. Đầu tiên hết là người Ất Mùi nam sinh năm 1955 đó, năm nay các bác các chú là sinh năm 1955 này á, thì có sao là sao Mộc Đức, hạn là hạn Huỳnh Tiền, vận niên là Kê Giáp Vi, gà về vườn tốt, thiên can Ất gặp Đinh á, gọi là sinh nhập tốt, sinh khắc nhập hao tổn, địa chi Mùi gặp Dậu á, là sinh xuất cũng hao tốn luôn. Như vậy á, là người của Ất Mùi nam mạng á, sao Trung Kim á, sinh năm 1955 á, thì cũng có sao tốt ha, vận niên tốt, mọi thứ đều tốt. Thì để coi thử còn là nữ tuổi này, nữ sinh năm 1955 Ất Mùi thì có sao Thủy Diệu, có chuyện buồn, hạn thì là toán tập, trở ngại ba vấp, vận niên cũng là Kê Giáp Viên, thiên can thì cũng như trên, Ất gặp Đinh khắc nhập hao tổn, địa chi Mùi gặp Dậu là sinh xuất hao tổn luôn. Như vậy đối với tháng Tý, tháng Nhâm Tý, tháng 11 của năm Đinh Dậu thì do là nam của tuổi này là được cái sao tốt, mệnh tốt. Tháng này, tháng Nhâm Tý này là tháng gì? Tháng Nhâm Tý là tháng tan khô mộc. Còn chúng ta các bác là Ất Mùi là sa Trung Kim, như vậy là mệnh là Kim khắc mộc, là mệnh bị tương khắc. Mệnh bị tương khắc tháng thì sức khỏe vẫn là vấn đề mấu chốt ha. Dù là mình khắc nó hay nó khắc mình thì sức khỏe cũng là một cái điều rất là đơn giản. Nếu các bạn ở Việt Nam, ở đâu đi nữa thì tháng này các bạn đã trên 60, tháng này là tháng lạnh, cho nên cái việc sức khỏe của chúng ta nó có vấn đề là một cái điều rất dễ xảy ra. Cho nên là bản mệnh của chúng ta bị tương khắc nữa, bản mệnh chúng ta tương khắc tháng nữa, cho nên là cẩn thận là điều về bản mệnh là tốt nhất ha. Thiên can Ất Kim Nhâm thì không có tương hợp và cũng không có khắc gì hết, nó là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, thì như vậy thì công việc mọi thứ ở trong ảnh hưởng công việc công danh thì nó cũng không vấn đề gì. Thì nói chung 60 rồi thì nó cũng nhàn hạ, cũng chẳng có làm gì nhiều ha. Tuy nhiên tháng mình thì tuổi Mùi, tháng Tý, mà chữ mùi với Tý là thuộc cái nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, địa chi của tháng gây ra nhiều rắc rối cho chúng ta, cho các bác, cho nên là các bác cần cẩn thận. Như vậy là với những người mà Ất Mùi này thì những người nữ, các bác nữ sẽ phải cần chú ý nhiều hơn, từ vì tháng này nó sẽ, vì sao, chúng ta là có sao Thủy Diệu, đã có chuyện buồn rồi, mệnh thì bị sinh xuất đúng không, mệnh thì không ngon lành rồi. Thêm nữa đó là Mùi thuộc nhóm tương hại, mà cái sao Thủy Diệu này mà nó ảnh hưởng nhiều cái gì, cái địa chi sao Thủy Diệu thì có chuyện buồn, cái địa chi thì ảnh hưởng tới gia đạo, cho nên là rất là dễ xảy ra chuyện tranh chấp buồn phiền trong gia đạo ha. Cho nên là các bác để ý một tí xíu. Đây là tuổi của mẹ mình ha, mẹ mình tháng này cũng ở nước ngoài nhưng mà chứ không biết là có chuyện gì buồn hay không, hy vọng là mẹ không bị như vậy. Hạn thì toán tập va vấp trở ngại,
nhưng là công việc thì nó không sao. Cái tiếp theo đó là người đinh mùi, người đinh mùi của tháng tháng nhâm tý này là như thế nào. Người đinh mùi là mệnh là thiên thượng thủy, nam thì có sao vân hớn rối rắm tranh chấp, hạn là thiên la tinh thần bất an, vận niên mã ngộ đau, gọi là ngựa trúng thương xấu. Thiên can đinh gặp đinh thì cùng hàng gặp thuận lợi, mùi gặp dậu thì sinh xuất hao tốn. Nữ thì tuổi đinh mùi là sao la hầu ốm đau hao tốn, vận niên là mã ngộ đau, ngựa trúng thương xấu, hạn là diêm vương, bệnh đường máu huyết hoặc là tai nạn ra máu. Thiên can đinh gặp đinh cũng cùng hàng thuận lợi, địa chi mùi gặp dậu cũng sinh xuất hao tốn như là các anh chị nam, các anh nam. Như vậy sao vân hớn đối với cái người tuổi đinh mùi mà tháng nhâm tý này á, thì mệnh là thiên thượng thủy tan khô mộc, gặp tháng này là tháng tan khô mộc, như vậy là thủy sinh mộc, mệnh bị sinh xuất, bản mệnh yếu ha, và dễ sổ mũi nhức đầu lắm ha. Mệnh bị sinh xuất rồi thì kiểu như mà đã nói là sinh xuất ra là mình hao tốn về sức khỏe, sao tốn về bổn mệnh thì sao hạn khác nó cũng sẽ không có tốt. Tuy nhiên tháng này á, chữ nhâm của nhâm tý, chữ đinh của chúng ta là đinh nó hợp nhâm, cho nên tháng này về công việc mọi thứ thì với những người sinh năm 1967 dù nam là nữ thì đều có những cái điều tốt hết. Mùi và tý thì cũng như ở trên là nhóm tương hại gây sự cản trở nhau, cho nên là chủ sự của người tuổi mùi trong tháng này dù là ất mùi hay là đinh mùi thì cũng đều là cái việc gia đạo có trục trặc, xảy đến cho chúng ta nhiều chuyện rắc rối và đau đầu nhức óc thôi ha. Tuy nhiên là các chị nữ sinh năm 1967 là sao la hầu, sao vân hớn của các anh thì nó cũng là rối rắm tranh chấp thôi, nó cũng không đến nỗi nào, nhưng mà sao la hầu của các chị là một cái sao tinh quân rất xấu cho nam, nhưng mà nữ thì chỉ chủ về sức khỏe, tức là hay ốm đau hao tốn về sức khỏe lắm, cho nên là gặp cái tháng mà mệnh bị sinh xuất mà gặp sao la hầu nữa thì các chị phải cần cẩn thận nhiều hơn về sức khỏe của mình cũng như là tai nạn ha. Và tuy là các chị có chữ đinh hợp nhâm ở trong tháng nhâm tý này, nhưng mà các chị cũng đừng có mà coi như là quá tự tin rằng cái tháng này sẽ đem mình nhiều lợi nhuận, nó không có được như mong muốn đâu. Dù gì nữa sao la hầu là cũng một cái sao là vừa tốn hao sức khỏe mà vừa tốn tài, cộng với cái chuyện mà vận niên mà mã ngộ đau này, vận niên mà ngựa trúng thương của các chị á, thì khó mưu sự về thành lắm, nó sẽ rất rối, làm sẽ cái gì lớn là nó sẽ có chuyện, cho nên là nhỏ thôi. Tài lộc ví dụ như làm lớn là nghĩ là tài lộc ăn 10, tài lộc ăn 3-4 thì cũng ráng chịu, có ăn là mừng rồi ha. Rồi đó là đối với lại những người tuổi đinh mùi. Tiếp theo là những người kỷ mùi sinh năm 1979, này có lục hợp với lại màu ngọ mình đó, cho nên là nam kỷ ha. Nam của kỷ mùi là có sao thủy diệu của cả năm, có chuyện buồn, hạn thiên tinh rối rắm tranh chấp, vận niên thử quy điền chụp về đồng tốt. Thiên can kỷ gặp đinh sinh nhập, sinh nhập có lợi. Mùi gặp dậu thì sinh xuất như ha. Nữ của tuổi này là sao mộc đức, may mắn danh lộc tốt, có tiền tài ha. Hạn thì tam kheo phòng xây sát tay chân, vận niên thử quy điền chụp về đồng tốt. Thiên can kỷ gặp đinh thì sinh nhập có lợi. Như vậy là tuổi kỷ mùi thì năm nay là nữ tốt hơn nam nhiều, sẽ sinh ra tài lộc ha. Tiếp chuẩn bị rồi tháng nhâm tý này chúng ta sẽ như thế nào ha. Tháng nhâm tý là mệnh chúng ta là thiên thượng hỏa tan khô mộc ha, là mộc gặp tháng tan khô mộc là mộc sinh hỏa, bản mệnh tốt, người tuổi kỷ mùi không lo về sức khỏe, không lo về bổn mạng ha. Thiên can kỷ gặp nhâm thì không hình hại, không có xung khắc gì hết. Mùi với tý thì không lắm tương hại, mà tương hại là như đã nói ở trên các tuổi khác thì đó là sự cản trở nhau rồi này kia. Như vậy là đối với người của tuổi kỷ mùi thì do là mệnh chúng ta được sinh xuất, dù là các anh nam có sao có chuyện buồn ha,
Nhưng mà về công việc thì chúng ta không có chuyện gì hết. Chúng ta đang thưởng thức một cái vận niên thử quy điền, một cái vận niên tốt cho tuổi Kỷ Mùi trong năm nay mà. Cho nên là cũng không có việc gì quá lớn lao. Mọi chuyện sẽ không có đến nỗi nào quá xấu. Gặp tháng này là tháng có không hình hại, không xung khắc gì nhau hết về thiên can, thì nghĩ rằng người Kỷ Mùi nam thì công việc sẽ tốt, không có chuyện gì quá trở ngại. Nhưng mà người Kỷ Mùi nữ thì ngon lành ha. Nhưng mà Kỷ Mùi thì cũng như các cung mùi khác thì năm nay gia đạo không có được ngon lành lắm. Quanh tháng này không có gì được ngon lành lắm, do là chúng ta bị mùi gặp tí là tự hại nha. Cho nên là vẫn là chủ yếu vấn đề về cái việc mà gia đạo có rối rắm, tranh chấp, cãi vã. Kỷ Mùi thì nóng tính ha, hay nhất là Kỷ Mùi nữ của này nè, nóng tính lắm, thích kiếm chuyện, không nói nhưng mà thích kiếm chuyện, nó chăm chích người ta dữ lắm. Cho nên là cẩn thận ha, đừng có để mà xảy ra chuyện thiện nhỏ xé ra to. Còn lại thì cũng không có gì đâu, đối với Kỷ Mùi với tuổi Tý thì bình thường. Rồi tiếp đến là Tân Mùi. Tân Mùi là lộ bàn thổ. Nam của Tân Mùi là sao Mộc Đức, may mắn, danh lộc tốt, hạn thì hình tiền, phòng bệnh nặng, vận niên kê giáp viên, gà về vườn tốt luôn. Thiên can can Tân gặp đinh, đinh nó khắc tân, là không tốt ha. Vì thiên can bị tương khắc, Mùi gặp dậu là sinh xuất hao tốn. Nữ thì có sao thủy diệu, có chuyện buồn, hạn thì toán tặc, trở ngại va vấp, vận niên kê giáp viên, gà về vườn. Thiên can tân gặp đinh thì cũng vậy, đinh nó khắc tân ha. Rồi cho nên là như vậy thì đối với cái người mà Tân Mùi này thì thấy như thế nào? Lộ bàn thổ gặp tan khô mộc là mộc khắc thổ, cho nên là sức khỏe của chúng ta, cầu của các em nó sẽ có vấn đề ha. Tại vì dù gì đi nữa thì tháng nó khắc bản mệnh chúng ta, không chỉ là sức khỏe đâu nha, nó còn nhiều, nó kéo theo nhiều cái gì chứ mà gặp bản mệnh tương khắc là phải cẩn thận ha. Sức khỏe, tai nạn, công việc gặp rắc rối là chuyện hiển nhiên. Dù rằng là cả năm nay đã là mình, cả năm nay nếu mà so ra thì tuổi Tân Mùi là tuổi tốt chứ bộ, đúng không? Nam là có sao Mộc Đức mà làm có tiền, nữ thì có sao thủy diệu, có chuyện buồn trong gia đình gia đạo thôi, chứ còn công việc là tốt mà. Tân với nhâm á, thì không sinh không khắc là trạng thái cân bằng tự nhiên, ok ha. Tân nhâm không gì, Mùi Tý thì ngắm tương hại. Thì như vậy thì đối với tuổi Mùi, tất cả các tuổi Mùi thì cái việc gia đạo trong tháng này nó sẽ có trục trặc hay là này kia, thì nó cái chuyện đó là chuyện bình thường nhỏ thôi, nhưng mà tương hại thì nó cũng không quá là như lục xuân. Cho nên nó đỡ. Thiên can thì tân với nhâm không xung không khắc, công việc nó cũng khá ổn định, nhưng mà về mặt sức khỏe, về mặt bản mệnh bị tương khắc, mà bản mệnh là cái mấu chốt, nó về sức khỏe và nhiều thứ khác nữa của trong chúng ta. Cho nên là bản mệnh bị tương khắc, cho nên là các em cẩn thận công việc, nhớ nhìn trước ngó sau, đi đứng cẩn thận. Công việc thì ký tá cái gì hoặc là bàn thảo cái gì thì cũng phải gốc gáo, rõ ràng, chứ nếu không là sẽ gánh hậu quả, thậm chí là đền tiền bạc trong cái tháng Nhâm Tý này, tháng 11 lần này ha. Đến cuối cùng đó là Quý Mùi. Quý Mùi là Dương Liễu Mộc. Quý Mùi thì sinh 2003, thì nãy mới 14-15 tuổi, thì không nói tới, chỉ là ăn học đồ này kia thôi. Còn các bác sinh năm 1943 cũng vậy, cũng chỉ là ngồi ăn ngáy đồ này kia, thì để coi sẽ có chuyện gì. Nam á, của các bác, các ông thì, hoặc là các cháu á, đều là sao thủy diệu, có chuyện buồn, hạn thì thiên tinh, rối rắm tranh chấp, vận niên thử quy điền, dù về lòng tốt. Thiên can quý gặp đinh là khắc xuất thắng lợi. Mùi gặp dậu là sinh xuất hao tốn ha, cũng như cái kia. Nữ của tuổi này á, là sao Mộc Đức, may mắn, danh lộc tốt, hạn thì tam kheo, xây sát tay chân, vận niên thì thử quy điền, dục về đồng. Như vậy á, là tháng Nhâm Tý đối với cái những cái người mà Quý Mùi sinh năm 1943 cũng như năm 2003 thì mệnh là Dương Liễu Mộc gặp tan khôn mộc, thì là đồng hàng, đồng hàng mộc tốt ha. Thiên can quý nhâm, không sinh không khắc, cũng không có là cân bằng tự chủ, không có gì hết.
Mùi và Tý thuộc nhóm tương hại, thì các bác này lớn rồi cho nên là cái chuyện mà gia đạo mà có buồn phiền gì nữa, hoặc là các cháu này có gia đạo có buồn phiền gì nữa thì cũng không đáng gì ha. Chủ yếu là chúng ta cũng có dương liễu mộc với tan khô mộc là cùng hàng cho nên là sức khỏe cũng không ảnh hưởng gì nhiều, mọi thứ tốt. Như vậy á, trên đây là tử vi của tháng 11, tức là tháng Nhâm Tý năm Đinh Dậu 2017, của tất cả những cái năm cái tuổi mùi các mạng ha, năm cái tuổi mùi của các mạng kim mộc thủy hỏa thổ ha, và có những cái điều tốt bên cạnh những cái điều xấu. Tốt là sao? Thì đa phần thì những cái tuổi mùi này thì công việc làm ăn của tuổi mùi, tất cả tuổi mùi đều không có gì gọi là hình hại xung khắc cả. Tuy nhiên địa chi gặp tương hại cho nên là có thể nói là sẽ một phần đem đến cái sự khó khăn. Còn tùy vào cái vận niên và cái sao mệnh cả năm của mọi người mà ứng dụng vào tháng này. Ví dụ như mà người có sao Mộc Đức, đúng không? Gặp tháng này thì không có việc gì hết. Nhưng mà người mà có sao Thủy Diệu thì gặp tháng này thì nó cũng không ngon lành đâu. Cái này chỉ là một cái tháng đơn giản cho cả một cái năm, tuy là không có quá nhiều xung khắc. Hy vọng rằng nó là một cái điều tốt đẹp để mọi người, nhất là những người mà đang trong tuổi làm ăn, ứng dụng nó vào cuộc sống tốt nhất để có tiền tài danh lộc để ăn Tết lớn ha, có tiền tài để mà mua sắm mọi thứ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu như mọi người thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái chia sẻ về tử vi từng tháng hoặc là từng năm của anh Ba cho mọi người, để mọi người ứng dụng có cuộc sống tốt hơn, sinh ra tài lộc nhiều hơn. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.